Mẫu thân, mẫu thân định làm gì? Cảnh Nhi, đừng sợ, sắp hết đau rồi. A Cẩu, A Cẩu, người ở đâu? A Cẩu, A Cẩu, A Cẩu, A Cẩu, ngươi tỉnh lại đi. Ta tìm khắp thành mới tìm được ngươi đó, ngươi đừng dọa ta mà. Mẫu thân, rốt cuộc con trai đã làm gì sai? Tại sao mẫu thân lại đối xử với con như thế này? Cảnh Nhi đừng sợ, mẫu thân sẽ luôn bên cạnh con. Tỷ tỷ, tộc ma thần làm nhiều việc bất nghĩa, rồi sẽ có một ngày lãnh địa ma thần bị phá vỡ, quyền lực ma thần đảo điên. Mong tỷ sớm quay đầu là bờ. Ngày hôm nay của nước Tân chính là ngày mai của nước Bạch đó. Mẫu thân, Cảnh Nhi, muội muội, sao muội phải khổ thế chứ? Điện hạ, điện hạ, yêu hậu đã chết, chúng ta mau đi thôi. A Cẩu, ngươi dọa ta sợ chết khiếp, may mà ngươi không sao. Đây là đâu? Mẫu thân, sao vừa rồi người lại? Cảnh Nhi, ma thần nguyên của mẫu thân đã cạn, chỉ có thể đến tạm biệt với con qua giấc mơ này. Tạm biệt. Mẫu thân, mẫu thân đi đâu? Mẫu thân vốn là tế sư của tộc ma thần, có thể thấy được những thay đổi trong tương lai. Trước khi con ra đời, mẫu thân đã biết trước kiếp nạn ngày hôm nay. Mẫu thân đem một sợi thiện nguyên của con rút ra nuôi dưới trần gian để qua kiếp nạn ngày hôm nay. Cảnh Nhi, bây giờ ma thần nguyên của con đã quay lại, về lại để thành cơ thể hoàn chỉnh. Mẫu thân đâm con một nhát dao trước mặt mọi người chỉ là để che mắt thôi. Từ bây giờ trên đời này sẽ không còn Dương Tử Ngũ Canh, mà chỉ có Dân Thường A Cẩu. Cảnh Nhi, về sau con sẽ dùng thân phận này để bắt đầu lại cuộc đời nha. Con sẽ trải qua sự mài dũa của cuộc sống, trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm, chịu đựng,
những khó khăn chưa từng có. Chỉ có như vậy thì con mới có thể tìm được con đường thuộc về mình. Cảnh Nhi, hãy sống cho tốt. Mẫu thân ơi, đây là mình sao? Sao mình trở thành như vậy? Lẽ nào đây là cái giá để mình sống lại sao? Mình không muốn sống như thế này. Phù Dương, tôi muốn theo người đi chiến đấu. Vũ canh của nước Tần, đi theo ta ra khỏi thành nghênh chiến nào. Nhi thần tuân lệnh. Tự nắm lấy số phận mình. Đúng vậy, đúng, nắm giữ số phận trong tay mình. Mẫu thân đi đâu? Ma thần nguyên của mẫu thân đã cạn, chỉ có thể đến tạm biệt con qua giấc mơ này. Cảnh Nhi, sống tiếp cho thật tốt. Mình phải tiếp tục sống. Tiếp tục sống. Tiếp tục sống mới có thể hoàn thành di nguyện của Phụ Dương và mẫu thân. A Cẩu, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi lâu lắm rồi, ngươi biết không? Là cô hả? Ngươi nói được rồi nè. Để ta xem. A Cẩu ngốc, ngươi lại phớt lờ người khác đúng không? A Cẩu, cô gọi ai là A Cẩu? Ngươi lại lên cơn hả? A Cẩu ngốc, sao ta lại có cái tên hèn mọn như vậy được chứ? Ta nói cô nghe, tên ta là... Từ giờ, trên đời này sẽ không còn Dương Tử Ngũ Canh nữa, mà chỉ có Dương Thường A Cẩu thôi. Ngươi là ai chứ? Nào, Dậy thôi. Dậy đi nào. Ta nói các đệ nghe, bệnh của A Cẩu lại tái phát rồi. Các đệ đừng chọc huynh ấy đó.
A cẩu, ngươi nhìn xem cái gì đây? Chắc không ngờ đâu ha, hôm qua trong lúc hỗn loạn, ta vẫn tìm được mức quả hồng ngươi thích ăn nhất nè. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi mà. Không ăn hả? Không ăn là ta ăn hết đó. Ngươi ăn đi, ăn đi. A cẩu ca ca, huynh nếm thử đi. Nếm thử đi mà, A cẩu ca ca. Ngươi dở chứng gì vậy hả? Ngươi có biết cái này ta phải mạo hiểm, có thể bị quân nước Bạch giết chết mới tìm được không? Bắt đầu từ hôm qua ngươi đã không được bình thường rồi. Nếu không phải do ta kéo ngươi về thì ngươi chết ở đó rồi. Cô tên là gì? A cẩu ca ca sao vậy? Ta tên Bạch Hải. Ngươi quên rồi hả? A cẩu ca ca sao vậy? Sao A cẩu ca ca không nhận ra chúng ta? Sao kỳ vậy? Đừng bảo là thành gã ngốc luôn rồi nha. Không đúng, đầu ngươi cũng có khôn bao giờ đâu. Mà cũng không phải, bây giờ có vẻ khỏe lại rồi mà. Nhưng sao đến cả ta mà ngươi cũng quên? Ngươi muốn đi đâu? Nước Tân bị diệt. Phụ, Tân Dương bị giết. Đáng lẽ con dân nước Tân nên đánh giặc giữ nước, chiến đấu với tộc ma thần chứ. Ngươi bị ngốc thật hả? Tân Dương lợi hại như vậy còn không đánh nổi tộc ma thần, ngươi đi thì chỉ có tìm đường chết. Thảm sống sợ chết. Ngươi quay lại cho ta. Không được đi. Quýnh làm gì vậy? Quýnh làm gì vậy? Bỏ Bạch Thái tỉ tỉ ra. Đánh quýnh ấy đi. Mau bỏ tay ra. Cái gì mà thối vậy? Đây là phân trâu khô dùng để nhóm lửa. Đồ ngốc. Phân trâu. Lũ dân đen điêu toa các ngươi, đại nghịch bất đạo. Đề phòng hắn trợ chiến. Trói hắn lại cho ta. Được, trói lại đi. Trói huynh ấy lại. Không ngờ đám dân đen điêu toa các ngươi dám làm nhục bổn dương tử. Dương tử? A cẩu, ngươi tè một bãi mà soi lại mình đi. Bạch Thái tỷ tỷ, A cẩu ca ca ăn nói lạ lùng quá. Huynh ấy bệnh tới hồ đồ luôn, cứ mở miệng ra là dương tử. Đúng đó. Nè. Đúng là có hơi giống giới tên vô dụng đó. Nhưng mà A cẩu ngốc, một gương mặt hai số phận. Ngươi không có mệnh dương tử. Cô, có giỏi thì cô thử. Bệnh khó chữa mau khỏi đi. Bệnh khó chữa mau khỏi đi. Bệnh khó chữa mau khỏi đi. Lên. Dạ. Ngươi nghe cho rõ, nước Bạch đang ra phần thử, tróc ngã cựu thần của nước Tân, muốn diệt cỏ tận gốc. Nếu ngươi là dương công quý tộc gì đó thật thì ta sẽ đưa ngươi đi nhận phần thưởng ngay. Ngươi có nói không? Chắc chắn nói nha. Đồ to. Dạ. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi là ai? Ta nhớ ra rồi. Ta là A Cẩu. Ngươi chắc chắn ngươi là A Cẩu. Đúng, cô là Bạch Thái. Là ta đi, đúng không? Hắn đúng là A Cẩu rồi, đúng. Tháo cái này nữa. Tháo cái này ra nữa. Cái này hả? Không được đâu, ta phải theo dõi thêm đã. Nếu hắn nổi điên thì sao? Đúng không? Đúng rồi. Sao vậy được? Ăn cơm. Ăn cơm nào. Đói lắm rồi. Chắc đói lắm rồi ha. Đói. Nào, xin lại, đồ to. Nè.
À cậu, ăn cơm thôi. Thật không ngờ các người có thể ăn thứ đồ cho lợn như vậy. Người nói gì? Đồ ăn cho lợn hả? Ờ không, ý ta là bây giờ chiến tranh loạn lạc, không ngờ các ngươi còn được húp cháo có một nửa lương thực, đã không dễ dàng gì rồi. Làm giật mình, ta tưởng ngươi là dở chứng chứ. Chắc ngươi đói rồi đó. Từ lúc tỉnh lại ngươi đã ăn gì đâu. Nè. Không, không cần. Đầu còn đau lắm, đau cực kỳ. Bây giờ ta rất muốn nôn, không ăn đâu. Không ăn đâu, không sao thật chứ? Không sao, chỉ đau đầu thôi. Vậy được, ta để phần cho ngươi nha. Khi nào đói thì ăn. Được. Bạch Thái tỷ tỷ, ta muốn thêm bát nữa. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nào. Cảm ơn Bạch Thái tỷ tỷ. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đau quá đi mất. Ta cũng muốn. Kẻ điêu dân này, trăm phương ngàn kế làm nhục bổn dương tử. A cẩu, cá, ăn no rồi thì mới nhanh khỏi bệnh. Đi, mau, mau lên. Ta tận hiến cho Tân Dương, hy sinh thân mình. Nước Bạch hoành hành ngang ngược, cam tâm làm con chó dưới tay tộc ma thần, sẽ không có kết cục tốt. Trước kia Tân Dương bạo ngược, sủng ái yêu hậu, chỉ biết đến mình mê hoặc mọi người, ngỗ nghịch với tộc ma thần, khiến cho hàng ngàn hàng vạn con dân nước Tân mất đi tính mạng. Giờ đây Bạo Quân đã chết, để cảnh cáo người đời, từ nay trở đi vào giữa trưa mỗi ngày đều sẽ có người đến đây quất xác một lần để răn đe. Sao các người dám chứ? Bây giờ dưới sự lãnh đạo anh minh của nước Bạch, tộc người chúng ta sẽ phải tiếp tục thành kính mà cung phụng tộc ma thần. Nếu kẻ nào có ý phản nghịch tộc ma thần thì sẽ có kết quả thế này. Châu Xảo, Thái Bổ, nỗi nhục ngày hôm nay nhất định ta sẽ trả lại gấp nhiều lần. Các ngươi dám quay mặt đi thì tức là kẻ đó có ý làm phản, cũng sẽ giống như chúng.
Mở to mắt của các ngươi ra mà nhìn. Có nghe không? Nhìn đi. Mở mắt ra. Ta không chỉ muốn các ngươi phải nhìn, mà ta còn muốn các ngươi chửi rủa hắn. Chửi đi. Chửi mau lên. Mau chửi đi. Chửi to lên. Mau chửi đi. Nhanh. Mau chửi đi. Tên bạo quân ngươi, ngươi luôn chịu yêu hậu, không kính nể trời cao. Ngươi đáng chết. To lên. Ngươi phản đối tộc ma thần, làm liên lụy dân chúng bọn ta. Tân Dương, ngươi không được chết yên thân. Đây chính là quả báo của ngươi. Các ngươi, chửi theo hắn đi. Chửi, nhanh. Tên bạo quân ngươi, chửi đi, chửi to lên. Kẻ thức thời mới là trang tướng kiệt. Này nước Tân không còn nữa. Nếu như các cửu thần nước Tân quy thuận nước Bạch, thì không những được miễn tội chết, mà còn được giao cho trọng trách. Để bách tính nước Tân không phải thành nô lệ, phụ dương người hy sinh trong trận chiến đẫm máu, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. Phụ dương, người yên tâm, con sẽ không để người tiếp tục bị sỉ nhục đâu. Tân Dương chống lại tộc ma thần, vì nhân từ mà xả thân, ngài ấy không đáng chịu đòn roi quất xác. Hãy để chúng ta lấy lại danh dự cho Đại Dương. Dương nhị của nước Tân, mau xông lên cho ta. May mắn thay trên đời này vẫn còn có người trung nghĩa. Người huynh đệ, chúng ta cùng xông lên. Yên tướng quân, chúng ta hãy cùng mang di thể của phụ dương về. Cậu nói gì? Phụ dương, ngài còn sống. Tốt quá, tốt quá. Tân Dương, đã có người thừa kế. Đi, tiễn Đại Dương một đoạn. Đi. Giết. Con trai bất hiếu, tha thứ cho con trai vô dụng. Mong rằng phút giây này người đã đoàn tụ với mẫu thân rồi. Giết sạch dương nghiệp nước Tân cho ta. Là ngươi. Phóng tên. Bảo vệ. Đi mau, để ta bọc sau. Đi đi, có đi thì cùng đi. Tiện hạ, hãy sống thật tốt. Đi mau. Run!
cậu. Điện hạ, Yên tướng quân, ông hãy nhớ, bây giờ ta không còn là Dương Tử Ngũ Canh nữa. Tên ta là A Cẩu. Ta sống ở nơi này cùng một cô gái tên Bạch Thái và bốn đứa trẻ mồ côi. Bây giờ họ vẫn chưa về. Chờ đến lúc họ về, ông tuyệt đối đừng để lộ sơ hở. Dạ, điện hạ. A Cẩu huynh đệ, yên tâm. Nào, qua đây. Nào. Ngài, sao ngài lại? Mẫu thân của ta từng là tế sư của tộc ma thần. Bà đã sớm đoán được sẽ có kiếp nạn ngày hôm nay, nên bà đã lấy ra một sợi thiện nguyên đặt ở nhân gian, chính là để che mắt người khác, để ta được sống lại với thân phận mới. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, để ta xem. Không được, Yên tướng quân, ta phải đưa ông tới y quán. Đi nào. Không, không thể được. Truy binh của nước Bạch chắc chắn đang đi khắp nơi tìm kiếm tin tức của chúng ta. Lúc này mà tới y quán không khác nào tự chui đầu vào lưới. Ngài đừng vì ta mà mạo hiểm. Nhưng mà vết thương của ông. Không sao, Đại Dương đã mất, nước Tân không còn. Ta cứ cho rằng, cứ cho rằng ngài cũng đã đi theo Dương Hậu. Nhưng không ngờ còn có thể gặp lại ngài. Ta chết cũng không tiếc nuối. Ta sẽ không để ông chết đâu. Bây giờ ta chỉ còn lại mình ông thôi. Hàng ngày Bạch Thái và mấy đứa nhỏ đều sẽ đi hái thuốc, để ta tìm xem, chắc sẽ có thuốc chữa vết thương cho ông. Chờ ta. Cô vào từ lúc nào? Thì ngay lúc ngươi tìm thuốc đó. Sao, có chuyện gì giấu ta hả? Không có, ta vừa mới cứu được. Rồi rồi, ta thấy rồi. Ngươi đi bảo vệ nước nhà, trả thù cho Tân Dương chứ gì. Nè, cầm lấy đi. Cầm lấy. Vị này là Bạch Thái cô nương phải không? Gây rắc rối cho cô rồi. Không sao, ông bị thương nặng quá. A Cẩu, mau đi bôi thuốc cho ông ấy đi. Đi mau, đi mau. Mau đi. Nào. Cô nương, cô yên tâm. Chờ vết thương lành, ta sẽ lập tức đi ngay. Ông yên tâm, ta không đuổi ông đi đâu. Ông cứ yên tâm ở đây dưỡng thương. Đa tạ. Nữa nếu như cô ấy hỏi mình chuyện của Yên tướng quân, mình phải trả lời sao đây? A Cẩu, người ngay ra đó làm gì? Mau qua lấy đồ rồi đi thôi. Lát nữa bọn nhỏ về thấy không có gì ăn lại khóc cho người xem. Mau lên.
Nè, cầm lấy. Sao cô đánh ta? Cầm lấy. Người đó chỉ thích rủ lòng thương người khác thôi. Chỉ ra ngoài không tìm được đồ ăn thì thôi, còn mang về một tội phạm bỏ trốn nữa. Đó là người mà ngươi có thể tiện tay cứu về sao? Sẽ bị chém đầu đó. Sau này lại thêm một miệng ăn cơm, ta phải làm sao đây? Lần này cảm ơn cô. Sau này ngươi không mang người về nữa là ta cảm ơn ngươi rồi. Tình hình bên ngoài cô cũng thấy rồi, chỗ chúng ta không hề an toàn. Hay là cân nhắc lại việc đưa bốn đứa nhỏ đến nơi khác đi, có được không? Bọn chúng đều là trẻ mồ côi, ngươi muốn đưa chúng đi đâu? Ngươi có thể đưa chúng đi đâu? Giả lại, sơn lãi là do ngươi nhặt về, chúng ta phải có trách nhiệm với chúng. Cũng đúng. Vậy chúng ta cứ bảo vệ chúng. Được rồi, cầm lấy đồ đi thôi. Ma thần sứ đại nhân đến. Ma thần sứ đại nhân. Không cần ta phải đọc ra đâu nhỉ. Ma thần dương lệnh cho nước Bạch cung cấp 1000 hầm huyết thạch mỗi tháng, không được có sai sót. Thu thập huyết thạch cho tộc ma thần, nước Bạch không nể hà gì. Nhưng mà vừa trải qua trận chiến lớn, dân số giảm mạnh, ta đã cho người điều động dân phu trưởng thành từ khắp nơi trên đất nước, nhưng mà vẫn không đủ. Luật lệ nước Tân quy định thanh thiếu niên chưa lập gia đình và nam nữ đã lập gia đình nhưng chưa có con đều không nằm trong phạm vi điều động. Nay nước Tân đã mất, Bạch Dương có thể sửa lại luật để nam nữ chưa lập gia đình và chưa sinh con đều được tính vào. Ở vùng mỏ họ vẫn có thể sinh con đẻ cái. Hơn nữa những đứa con họ sinh ra sẽ làm nô lệ trong hầm mỏ đời đời kiếp kiếp, tuyệt thế còn gì. Nhưng nếu như vậy, sức lao động của nước Bạch sẽ giảm đi rất nhiều. Một khi nông dân và thợ dệt bị thiếu đi thì có thể sẽ gây ra nạn đói. Bạch Dương nghĩ nhiều rồi, sau nỗi khổ của ngài Ma Thần Dương lại không biết chứ. Đây là giống trái cây chất lượng tốt của tộc ma thần, có tên là Thịnh Diện Vĩnh Cửu. Chỉ cần gieo xuống đất, nó sẽ ra quả trong vòng 3 ngày. Có nó rồi, những mối lo cấp thiết của Bạch Dương có thể được giải quyết dễ dàng. Đa tạ ma thần sứ về món quà. Nhờ ma thần sứ đại nhân chuyển lời tới các vị thượng ma thần, sắp tới nước Bạch sẽ có luật mới được ban hành, đảm bảo cống nạp đủ huyết thạch hàng tháng. Bạch Dương hiểu chuyện như vậy, chắc chắn nước Bạch sẽ được sống mãi dưới sự che chở của tộc ma thần. Cô làm gì vậy? Chúng ta đi bắt cá mà. Ta đang làm mồi câu. Sao ngươi bị thương mà cũng hư luôn đầu óc vậy? Còn ngay ra đó làm gì? Mau chọc cá đi, nhanh lên. Vào đi, ta chuẩn bị cho ngươi một món đồ tốt. Ừ.
Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Ta rất hài lòng về thuốc bổ lần này. Đa tạ thượng ma thần đã khen. Có thể phục vụ cho thượng ma thần là vinh hạnh của tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ không cản trở thượng ma thần dùng đồ bổ nữa. Xin phép đi trước. Sao lại giống đến như vậy? Rõ ràng là hắn chết rồi mà. Người đâu? Điện hạ, truyền lệnh xuống. Tìm kiếm tất cả những người có dốc dáng, ngoại hình tương tự với Dương Tử Ngũ Canh nước Tân. Một khi bị bắt, giết không cần hỏi. Ta chợt nhớ ra ở nhà không có củi. Bên kia có củi kìa. A cậu, đặt đồ xuống, đi nhặt một ít về đi. Ai đó? Ai? Thả ta ra. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là A Cẩu. Nói dối. A Cẩu thì chắc chắn phải biết. Bí mật ta có thể khiến cho đá tỏa sáng. Hơn nữa từ đầu tới chân ngươi không có chỗ nào giống A Cẩu. Nói, ngươi giống A Cẩu thật ở đâu? Ta chính là A Cẩu. Chỉ là ta không phải là A Cẩu trước kia thôi. Ngươi nói cái gì vậy? Ý ta là sau khi ta bị thương, ta đã nhớ ra rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Ta nhớ ra cha của ta là thợ rèn. Ông thường xuyên dạy ta học võ, thường hay đưa ta lên núi đào thiết thạch, nên ta mới bất cẩn ngã từ trên núi xuống. Sau đó thì đầu của ta bị thương. Ta không thể nhớ được nhiều chuyện ở trong quá khứ nữa. Nếu là vậy thì sao ngươi lại thiêu thi thể của Tân Di? Hóa ra là vậy. Ta hiểu rồi.